cho mình hỏi các bạn ở đây là có bao giờ hay có trận đấu nào mà các bạn cảm thấy game này là game nhân phẩm hoàn toàn, chứ chả có kỹ năng mẹ gì không? Mặc dù là trước đấy mọi người vẫn hay bảo là game này 7 phần may mắn, 3 phần kỹ năng đấy, nhưng mà riêng cái trận này của mình thì nhá, xin là cả 10 phần chó đỏ hết luôn. À, đây vẫn là series chơi cờ với nắng nha các bạn. Nhân vật chính của chúng ta ngày hôm nay là chú khủng long TX dưới 100 số, cụ thể là 25. Nổ hũ mãn nhãn cộng với thêm một tí chó đỏ nữa thì mình có luôn một nhân tố 5 tiền 2 sao chỉ với 4%. Sau đấy là cơ hội dắt vàng 5 tiền với tỷ lệ cực ảo. Nói chung thì đây là một cái game đấu điển hình cho hên xui, chứ mấy cái tỷ lệ mà Riot nói thì nó không có tác dụng gì cả. Quảng cáo thế đủ rồi, giờ thì mình vào game luôn nhé. Đầm cua được khá là nhiều người vote nhưng mà lại không được chọn. Thay vào đấy là Khenus bất ổn, vẫn là Legend Aurelion Son cùng mình chiến đấu trong ván này nhé. Okay. Đồ khởi đầu là một chiếc gậy và rất rất nhiều tướng rơi ra nhưng mà mình chưa kịp bán đi. Trong đấy thì có Eco, gương mặt vàng của làng nghiện ngập. Chiếc lõi đầu tiên là lõi bạc và đốt cháy giai đoạn sẽ không được chọn vì mình thấy hơi lởm. Xây dựng quân đội sẽ ok hơn nếu như mà mình hướng tới một form bài đã bắt được ở rau quái trước đấy. Hút máu siêu công nghệ cũng ổn đấy nhưng mà mình mới có một đồ thì cũng không ngon lắm. Roll cả ba thì mình lấy tạm về chiếc lõi, tiết sức để đánh Lucic và back lại về sau. Chọn lõi xong thì y như rằng là game bắt mình phải đánh Lucic. Khi mà ra một lúc hai tướng còn lại trong bộ Piltover là Orianna với cả Vi, bán hết những vị tướng thừa trên hàng chờ đi và tích đủ 20 tiền với 3 chết trên sân. Các nhà gần như là sẽ có thêm đồ rơi ra từ khe nứt bất ổn, nên là mình cũng sẽ yên tâm hơn cho việc đánh Lucic vì họ sẽ lắp đồ vào để đánh thắng, nên là mình dễ thua hơn. Và thế là 2.1 mình thua ba chết thật. 2.2 thì mình gặp một nhà khá là nhiều đấu sĩ và 2 sao cùng con Viego 2 cầm đồ. May mắn là clear được Vi và tiếp tục thua ba chết. 2.3 Swain ra nhiều để lên 2, nhưng mà vì tích lợi tức mình sẽ không mua nó. Check bài liên tục và quyết định là cho Swain 1 vào sân để dép. Quyết định quá là đúng đắn luôn, nhờ cho Swain vào sân mà mình dép được 2 chết khi mà gặp nhà 2 thiện xạ cộng với 2 đấu sĩ có giáp lửa. Và mình còn 84 máu. Vòng đi trận nhặt đồ đầu tiên nên là mình tự thưởng một chiếc cung 2 tiền. Dấu tích vẫn chỉ vào cái nhà đang chết 4, còn thấp máu hơn cả mình nên là mình phải thật cẩn thận, không thể để mất cái chữ thua được. Mình chỉ cho thêm Chitana vào sân thôi. Nhưng mà 2.5 thì mình lại gặp cái nhà này đã up 5 với 4 Zaun cộng với Samira 2 cầm đồ, không giết được một chết nào nên là đành ngậm ngùi chứ đi 9 máu. 2.6 mình đã có chữ thua 4 và tích được hơn 50 tiền rồi. Check lại cái nhà đang thấp máu hơn cả mình thì họ đã lắp ở Dionia cho Kalista, cộng thêm là có đồ tay cho Seth nữa. Mình thay Jinx vào sân để kích thêm tí Zaun cũng như là cầm đồ và đép được 2 chết, còn lại 71 máu trước rào người đá. Up level 5 cho chắc cú là không thể thua ở rào người đá. Đập đá xong thì nó cho mình 4 hộp đồ xanh với cả 1 hộp đồ vàng. 4 hộp đồ xanh với 4 mảnh đồ là 1 cung, 1 BF, 1 đai máu và 1 nước mắt. Hộp đồ vàng thì rơi ra cho mình 2 con tướng 4 tiền là Azir và Lux. Ngon đấy, chưa lắp đồ vội. Và 3.1 thì mình gặp một cái nhà đang đép bằng Noxus với 2 cái blue liền. Và mình để thua 2 chết, nâng cái chuỗi thua của mình lên con số 6 với 16 số tích được từ Peterborough. 3.2 là công nghệ vàng xuất hiện với tại số tri thức. Sẽ không dùng được trong trường hợp này vì mình có khá tiền rồi, cần một cái lõi đánh nhau để có thể nổ hũ và back lại hơn. Dùng hợp sẽ phù hợp với form bài phép hơn nên là mình cũng loại bỏ nó luôn. Không phải hôm nay cũng là một sự lựa chọn có thể chấp nhận được, nhưng mà quyết định của mình là roll hết cả 3 lõi để tìm cái sự đột biến. Nhà máy tái chế sẽ phù hợp hơn ở đầu trận hoặc là khi mà bạn muốn đổi lại cái đồ đã ghép để đép trước đấy. Còn mình thì chưa ghép mảnh nào nên là không cần. Cặp đôi hoàn cảnh thì lại càng không trong trường hợp này. Mình chưa thấy ai đánh Piltover mà cần cặp đôi cả. Lưỡi kiếm uy lực sẽ là cái sự lựa chọn cuối cùng để mình hướng tới cái bài đa vật lý như là Jerry hoặc là Afe. Lúc đi hay đấy. Thêm một con Lux xuất hiện ở cửa hàng nữa, ôi giời luôn. Chơi Asia mà lấy lưỡi kiếm uy lực thì nó cũng hơi sai. Nên là mình quyết định bán hết cả 3 con từ 4 tiền này đi và tiếp tục Eco. Có một nhà đang đòn mình khi mà cũng chưa pin cover mà mình chỉ có 4 số. 3.1 thì mình chết thế, họ bán hết tướng đi và để lại những con tướng ít tiền vào sân. Trông có vẻ như là đang muốn phá mình nên là mình xếp hết tướng lên trên. Nhưng mà người tính đi không bằng trời tính. Mình gặp cái nhà đấu sĩ rất sai, lắp đồ luôn cho Jinx vì ra sau đã đủ 20 số rồi. Nên là không sợ nữa, có nổ thì cũng ok rồi. 3.3 mình check lại cái nhà Piltover kia thì thấy họ mới có 6 số và thậm chí còn không cho tướng vào sân. Kiểu này là đòn mình chắc rồi. Nhưng mà mình có gặp đâu, nhà mình gặp là cái nhà phù thủy đang cháy hừng hực cơ. Và thế là mình bị đấm còn 36 máu và tích được 25 số. Mình với cái ông khủng long kia ra cùng một lúc và có con Jerry ở chợ ngon ơi là ngon, nhưng mà lại gần ông kia hơn, thế là ông ý hút mất. Còn mình thì chỉ nhặt được một cái váy 3 tiền, tự nhủ là thôi không sao, it's okay.
Đi chợ về với cái lượng kinh nghiệm là 28/40 thì chỉ cần 3 lần ấn F là mình đã lên được level 7 rồi. Còn 50 tiền thì mình roll cạn và bắt về được form 4 Zaun có Jerry Carey. Nhà mình gặp ở 3.5 đã có 4 Zaun từ sớm với Samira cầm đồ, nhưng mà họ chưa roll vì vẫn còn đang ở level 6. Lợi thế về số lượng cũng như là chất lượng đã giúp mình nổ ở round này và tích lại được 20 tiền. Nice. Qua ở mốc thứ 25 của mình lần này là 2 đồ on cộng với 19 vàng với chuỗi thua 8. Anh em nào mà chưa biết là quà của Pitover rơi ra như thế nào thì có thể xem lại phần comment dưới video Pitover 50 số của mình nhé. Một con Jerry như là phần quà cho việc mình vừa nổ hũ xong từ cửa hàng. Mình mở 2 đồ on ra lấy về một vũ khúc tử thân và một kính nhắm thiện xạ cho Jerry. 3.6 cái nhà đòn mình phải nhận một cú trả thù không hề nhẹ với full house từ mình, không chơi phát nào để tiến gần hơn tới cọc số 8. Đến round sói thì cửa hàng cho mình thêm một bèo vết, hai chiếc găng và một chiếc gậy là đồ mà mình nhặt được sau khi săn xong cái bầy sói này. Lắp luôn cái bàn tay cho qua wood để cầm tặng đồ hộ Ugot. Check qua một lượt các nhà thì lợi thế về đồ sẽ giúp mình thắng nên là mình chưa áp cấp vội. 4.1 thì mình đối đầu với một nhà cũng có bèo vết mà cho cầm hẳn ấn Ionia cơ, nhưng mà tay nghề toàn một sao thì kia thì bèo vết cũng không cứu được. Mình giành chiến thắng thứ 3 sau khi mà thua của anh ở đầu trận. 4.2 lõi công nghệ vào xuất hiện để kết thúc 3 cái vòng chọn lõi này. Bài học đắt giá sẽ không cần thiết vì mình đã đủ tiền lên 8 rồi. Một cái lõi đánh nhau sẽ cần hơn về sau. Cộng mệt nghỉ cũng là một cái lõi có thể chọn được. Trang bị Pandora là cái lõi không ngon vì đồ của mình đã đẹp lắm rồi. Roll cả 3 lõi này thì cây cung thần tốc cũng là một cái lõi không cần vì mình đang cần đồ tanh hơn. Nắm rõ đối thủ và cầu hồi phục đều ngon, nhưng mà trận này thì mình chỉ có thêm một nhà chơi Zaun thôi nên là nắm rõ đối thủ sẽ không được tối ưu cho lắm. Mình quyết định là lấy về cầu hồi phục. Chọn lõi xong thì Ugot tự giác có mặt ở cửa hàng. Mình up luôn level 8 để tiếp tục giữ win trick bằng cách là roll 2 sao vì mình đang có đôi Jerry rồi. Roll tìm Jerry thế nào mà lại roll đúng hai cái ra luôn con mèo biết thay. How? Lẹ nhỉ. Nó ra thì mình chơi chứ biết sao giờ. Vừa đổi đồ cho Ugot xong cái là mình bán nó đi luôn và trả ngược lại đồ cho Belvet. Đấy, tỷ lệ chỉ là con số thôi. 4% mà chỉ 2 phát roll đã có luôn Belvet 2 rồi. Đoạn này thì chắc là các bạn vừa xem vừa lẩm bẩm bà này chó đỏ chứ gì. Nhưng mà nói thế thì mình cãi được. Có thế thì chịu rồi chứ biết sao giờ. Mình gặp lại nhà đấu sĩ Rek'Sai và dễ dàng chiến thắng với đội hình hiện tại. Dự là sẽ còn kéo dài cái chuỗi thắng này hơn nữa đấy. Khi mà đây mới chỉ là chiến thắng để thắp lên ngọn lửa huy chức lần đầu của mình trong trận đấu này thôi. 4.3 đã có những dấu pinh thẳng vào con Belvet của mình. Có vẻ như là không phải mỗi mình và các bạn bất ngờ rồi. Mình gặp lại nhà Aksan thiện xạ đang eco trở lên cấp, chắc là cũng định xoay bài. Sức mạnh áp đảo đến từ team mình giúp mình dễ dàng có được chiến thắng thứ 5. Vòng đi chậm nhặt về Achop cầm đai máu để lắp ráp máu cho Sezu. Mình chưa muốn dừng lại việc update team ở đây nên là mình roll tiếp với 9 vàng cộng với 5 vàng bán được từ Achop là 14 vàng. Roll Jerry 2 và bắt thêm Ash để kích 3 băng để máu các bạn. Nhưng mà thêm méo nào roll 2 cái nó lại ra 2 con Belvet nữa. Như này thì gọi là chỗ đỏ không các bạn? Nếu ai mà đã từng gặp tình huống như này thì có thể comment flick ở dưới luôn nhé. Tiếp tục để máu khi gặp người anh em Zaun đang có ý định cái gì đây mà bắt cả Ari xong rồi là cho hẳn 3 đồ kẹp Zaun. Đúng là ảo ma. Ông anh đòn mình giờ cũng đã đổ hũ với khủng long 20 số. Ugot cũng đã lên 2 của cả Hammer. Nhưng mà Belvet của mình nói không, chiến thắng vẫn giữ lại được cho mình. Mình vẫn rất cứng, không lên 9, tiếp tục roll khi nào ra Jerry 2 thì thôi. Tại vì nhìn mấy cái đôi trên hàng chờ ngứa mắt quá mà. Nhiều bạn sẽ nghĩ là bài mình mạnh rồi làm sao mà phải roll tiếp đúng không? Thì tí nữa mình sẽ cho các bạn thấy lý do nha. 30 tiền mình roll được Jerry 2, Sezu và đặc biệt hơn nữa là roll luôn cả một con Belvet 2 nữa. Thế là mình cho nó luôn vào sân để cầm luôn cái cây vô cực cho thêm đam. Lúc nãy level 81 con Belvet 2 đã bị ping rất nhiều rồi. Mà giờ thêm một con nữa thì càng nhiều cú ping vào đầu mình hơn. Đến cả mình còn không biết tại sao nuôi gì các bạn. Ông này giờ đã lên 9, đang xoay bài nên là bị mình đấm cho một phát full house. 5.2 mình bán luôn cả Senna đi để tích tiền. Và giờ mới là thực sự eco lên 9. Belvet 6 Ionia là hay, nhưng mà mình cầm hết Belvet rồi còn đâu nữa mà ra Belvet 2. Ông này lên 9 nhưng mà roll chắc là cũng khốn khổ lắm đấy. Tại vì là mới chỉ có được 2 con Belvet thôi. Tiếp tục là chuỗi thằng 9 cho mình. 5.3 mình gặp phù thủy cháy từ đầu trận tới giữa trận. Giờ cũng đã full form bài phù thủy rồi. Nhưng mà nhá, bình thường có tanh thì Belvet nó cũng mổ cho đau lắm rồi. Đằng này đánh phù thủy lại còn không tanh cơ. Toàn đồ đam là team mình nó đục xuống rất là nhanh. Hạ gục hết tanh rồi sau đấy là tiếp cận Ari và Lắc. Chiến thắng thứ 10 được thiết lập. Chậm lại một chút chiêu chiêu với cái vòng đi chợ. Chỉ còn duy nhất một đồ đam sót lại cho Belvet là bàn tay công lý nên là mình lấy luôn. 5.5 mình tiễn luôn những người anh em đón mình từ đầu trận tới giờ với cái top 5. Dãy cũng hay đấy nhưng mà là sao đừng có mà chơi kiểu đấy nhá. 5.6 và chỉ còn lại 4 nhà. Mình tích được 50 tiền và dấu tích vào cái nhà Belvet Ionia. Ông này chắc là cũng roll nhiều lắm nhưng mà vẫn chưa tìm được Belvet đâu. Ba lõi đánh nhau cộng với lượng đồ áp đảo nên là mình đã tiễn ông này với cái top 4. Và Belvet thứ 3 hẹn anh ở trận sau nhé, chứ trận này thì để mình Belvet.
Tiêu diệt rồng ngàn tuổi và lấy về thêm cho mình một chiếc cuồng cung cho nữ chúa hư không. 6.1 thì mình đối đầu với phù thủy chơi hẳn hai con lắc và có con lắc thứ 7 rồi. Không thể để bị lắc ba lật kèo như cái trận mèo vết ba kia của mình được. Nên là phải tiễn anh này về luôn với cái top 3. Cuộc chiến chỉ còn lại hai người. Cái ông đấu sĩ kẻ ác san kia vừa thua bóng của mình. 64/84 là số điểm kinh nghiệm mà mình đang có, cộng với cả 64 tiền thì mình lên 9 luôn. Với 40 tiền luôn rất nhanh rất nhiều, sợ cái ông kia ép mất. Nhưng mà nó lạ lắm các bạn ạ. Level 8 thì roll ra 6 con bèo vết chỉ với 4 lần ấn nút ép. Còn lần này 40 tiền ở level 9 thì lại không roll ra con nào cả. Đúng là tỷ lệ chỉ là con số thôi. Khi mà bạn may mắn thì nó tự đến với bạn, còn không thì bao nhiêu tiền cũng chẳng ra. Và mình tiếp tục đấm ông này giành chiến thắng. Ông ấy còn 5 máu. 6.3 mình bỏ bốt tướng ra sân và hy vọng là rao chợ sẽ có con bèo vết thứ 7. Nhưng mà không, vòng đi chợ không có một con bèo vết nào cả. Nên là mình đành lấy về con Rai 5 tiền để roll. Bán luôn cả Jerry 2 đi thêm vào Jerry 1 để có tiền mà roll. Nhưng mà nó cứ sao sao ấy, không có thêm dù chỉ là một con. Nên là mình quyết định là không Odin bán hết tướng nữa. Vì các bạn thấy đấy, hơn 60 tiền cũng không ra nổi một con thì Odin làm sao mà ra được. Top 1 dành cho mình là điều dĩ nhiên. Đấy, trận này là để chứng minh cho các bạn thấy game nhiều lúc hên xui vừa killer. Mình đây pro player còn lắm lúc đen như chó so với out top cơ mà. Nên nếu mà bạn có out top thì cũng đừng buồn nhá. Có khả năng là bạn cũng đen hoặc là bạn chơi ngu thật. Đùa đấy. Chúc bạn là rank vui vẻ nhé. Cảm ơn rất nhiều vì đã xem video. Nhớ là like nhé. Bye bye.